Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Mitamen thời trang nam cao cấp. Thì hôm nay mình sẽ lên cho các bạn một mẫu quần bò nam Amiri cực kỳ là chất luôn các bạn ạ. Mẫu quần của chúng ta thì có màu đen đây ở phía bên trên và phần dưới đây chúng ta được mài vuốt nhẹ các bạn ạ. Túi của chúng ta được thiết kế vô cùng là vừa vặn, đó xung quanh thì đều được may bằng những đường chỉ vô cùng là chắc chắn, tất cả đều là chỉ màu đen, nhìn nó rất là sang các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ mở chiếc quần này ra cho các bạn xem. Chiếc quần này của chúng ta thì có một màu đen rất là nam tính luôn các bạn ạ, rất là phong cách. Đây, khi mình vừa mở chiếc quần ra thì các bạn cũng có thể thấy chiếc quần của chúng ta có rất là nhiều điểm nhấn, đó là những vết rách đây và được lót những tấm da ở bên trong cực kỳ là chất. Ở phía bên trên đây thì các bạn có thể nhìn thấy phần đùi chúng ta được vuốt bạc rất là sáng và nổi bật, và những đường vuốt ngang cực kỳ đẹp. Và đây chúng ta có vết xước. Đây thì chúng ta cực kỳ đặc biệt là có cả khóa này các bạn ạ. Ở đây khóa này là khóa giả nha các bạn nha, chỉ để tạo điểm nhấn và trang trí chiếc quần thôi các bạn ạ. Cực kỳ là đẹp, nhìn nó rất là chất chơi các bạn ạ, cực kỳ là nam tính. Phía bên trên đây chúng ta có những chiếc đinh tán được làm bằng kim loại, nhìn rất là sáng luôn, rất là nổi bật trên cái tông màu đen này. Thì các bạn nhìn này còn được điêu khắc vô cùng là tỉ mỉ, rất là kỹ, cực kỳ là tinh xảo. Khuy quần thì cũng được làm vô cùng là đẹp nha, bằng kim loại các bạn ạ. Còn khóa quần thì được làm bằng đồng, nguyên chất 100%. Thì các bạn thể nhìn thấy đấy, bằng đồng. Chiếc khóa quần này vì được làm bằng đồng nên là cực kỳ là bền, sẽ không thể bị gì được. Đó, anh em sử dụng lâu năm vẫn rất là bền. Và anh em nhìn này, mình kéo rất là nuột, cực kỳ là trơn tru, rất là thích. Ở phía bên trong thì chất liệu vải cực kỳ là tốt nha các bạn nha, bằng chất liệu cao cấp. Các bạn nhìn này cũng có màu đen giống như ở bên ngoài, thế nên là màu này sẽ không thể bị phai được. Chiếc quần của chúng ta thì được thiết kế bằng những đường may đôi đây, những đường chỉ đôi vô cùng là chắc chắn và bền. Anh em mông to thì cũng không sợ bị bục rách, rất là thoải mái khi vận động mạnh thì cũng rất là bền. Túi quần thì vô cùng là rộng rãi, được thiết kế bằng vải màu đen, vải bóng màu đen cực kỳ là trơm và mềm mại, sẽ không gây khó chịu khi chúng ta mặc. Ở mặt sau của quần thì hai bên mông cũng được vuốt bạc, nhìn rất là nổi bật luôn. Đây, phần dưới đây thì chúng ta có những khúc cực kỳ là chất, rất là chất các bạn ạ, nhìn rất là sang. Ống quần thì đây là quần ống côn nên là ống của chúng ta rất là bó, cực kỳ là bo, sẽ tôn dáng của anh em, cực kỳ là đẹp luôn. Vì ống côn nên là được thiết kế một chút độ co giãn để tạo cảm giác thoải mái khi chúng ta mặc, sẽ không gây gọi là gò bó hay trượt trội, cực kỳ là thoải mái, anh em cứ yên tâm mà sử dụng. Đó, những đường chỉ may thì vô cùng là đều, rất là đẹp vì được sử dụng công nghệ may tân tiến nhất. Mẫu quần này thì cực kỳ là chất luôn các bạn ạ. Đây, chế tạo đi là xu thế thời trang 2023, rất là hot. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu qua cho các bạn về mẫu quần bò màu đen này. Nếu các bạn có hứng thú về mẫu quần này thì hãy liên hệ ngay cho Mitamen thời trang nam qua số Zalo, số điện thoại mình để phía bên dưới màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.